em với anh nghĩa là chơi thân với nhau cũng năm sáu năm rồi cho nên là rất là hiểu ý nhau đồn với một ai khác thì mình còn phải nghi ngờ ví dụ đồn với một người tốt đẹp vậy ủa thôi kệ đi <laughs> mình cũng không lấy cho nên là em không có khe mấy cái chuyện đó đón nhận cái thông tin đó như thế nào mình xử lý nó như thế nào những cái gì mình mình làm đúng mình cảm thấy đúng mình cảm thấy tốt đẹp thì mình cứ làm còn việc ai nói gì thì nói chắc chắn cái thiệu phi nó sẽ không có tránh được ai hết phát triển cái hình ảnh của mình ở một cái khía cạnh đó là một người nghệ sĩ đa năng cái gì mình có thể làm được hết một cái dạng vai nào khi mà nhà sản xuất họ gửi gắm họ muốn mình thì mình đều có thể đáp ứng được hết em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể dễ diễn hài được làm cho người ta cười được Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chuyện của sao và nếu quý vị để ý sẽ thấy là gần đây chuyện của sao có sự xuất hiện nhiều của những nghệ sĩ ở sân khấu kịch hay là phim ảnh, à, những nghệ sĩ mà trước đây chúng ta ít khi được nghe họ trong chương trình chuyện của sao. Thì đằng sau mỗi vai diễn, đằng sau mỗi nghệ danh, đằng sau mỗi cuộc đời sẽ có rất nhiều những câu chuyện mà quý vị muốn được biết về họ thì lần lượt chuyện của sao sẽ gửi đến quý vị. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là một anh chàng hẳn chắc là gương mặt rất thân quen của mọi nhà à, Tài năng, à, đẹp trai và vẫn còn rất trẻ để có thể làm được rất nhiều những điều mà à, bản thân bạn ấy khao khát cũng như là khán giả mong muốn Chúng ta cùng chào đón đến với chương trình Chuyện của Sao Diễn viên Võ Tấn Phát, xin chào Tấn Phát Dạ xin chào anh, cảm ơn anh Minh Đức Và xin chào quý khán giả đang xem chương trình Chuyện của Sao nãy giờ anh giới thiệu mà ngồi đây nở luôn mũi hết <laughs> thực ra chuyện đó là đương nhiên mà thích trẻ là đúng rồi này dạ. đẹp trai là đúng rồi này còn tài năng thì mọi người thấy rồi đấy đi thi rất nhiều cuộc thi và giành giải cao thì nếu mọi người quan sát thì sẽ thấy trong mấy năm gần đây á, là à, có trong rất nhiều lĩnh vực thì đặc biệt là trong lĩnh vực người thật nó có hai cái nhóm người thật mà nó xuất hiện một loạt những gương mặt trẻ rất là mới mà chúng ta dễ nhìn thấy những lĩnh vực khác có thể cũng có nhưng chúng ta không dễ nhìn thấy nhiều đó là một là ca nhạc bolero rất à. nhiều ca sĩ trẻ bolero và đặc biệt thứ hai là hài sân khấu kịch và đặc biệt là cái mảng về hài kịch là rất nhiều những nghệ sĩ trẻ mới xuất hiện và đặc biệt là họ cũng có những cái cách riêng của mình để tạo dựng cái vị trí của mình trong cái thị trường giải trí thì uh, khi mà xuất hiện nhiều và đông như vậy thì nó cũng sẽ dẫn đến một cái việc là mọi người sẽ có cạnh tranh cái yeah. sẽ có sự cạnh tranh sẽ tìm một chỗ đứng trong khán giả và quan trọng nhất là tìm một cơ hội để nổi tiếng để gọi là thăng hạng. mỗi người sẽ tìm đến một cách gì đấy riêng cho mình định hình hình ảnh của mình với phát đó là gì thì uh, cảm ơn câu hỏi của anh thì uh, em chia sẻ chút xíu đó là em năm nay cũng còn nhỏ xíu à <laughs> cái tuổi đời và tuổi nghề phải nói là còn rất là nhỏ so với những anh chị uh, trong nghề thì uh, em may mắn là được tham gia những cái cuộc thi uh, truyền hình thực tế những cái game show thì đó là những cái bước đệm tạo một cái đà cho em sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh ra thì có được những cái mối quan hệ những cái quen biết được khán giả biết à, họ xem tivi họ xem chương trình họ biết à, đây là tấn phát nè đó là một cái cơ hội cho em được quen mặt với khán giả thì từ đó thì tạo cho em cái động lực nó thì sau khi mình tham gia và mình đạt được những cái thành công nhất định ở một cuộc thi nào đó thì mình ra đời mình vào nghề thì mình phải làm cái gì để mà mình xứng đáng được với những cái tình yêu của khán giả đã gửi gắm cho mình qua những cuộc thi thì đó một là cái động lực và uh, tạo cho em những cái sáng tạo mới những cái bước đi mới hơn trong uh, con đường sự nghiệp còn cái việc cạnh tranh thì uh, em nghĩ nó đối với mọi người không biết như thế nào nhưng mà đối với em thì uh, em em không gọi đó là cạnh tranh mà ừ. cái đó mình gọi là rất là công bằng trong nghề nghiệp không phải trong riêng lĩnh vực nghệ thuật mà tất cả các ngành nghề nào cũng vậy đều phải có những cái sự cố gắng những cái sự học hỏi và trao dồi lẫn nhau để mà mình, mình cùng hướng tới cái sự phát triển hơn uh, hoàn thiện hơn về bản thân cũng như là trong nghề nghiệp của mình ừ. yeah. thì trong cái giai đoạn mà những nghệ sĩ trẻ xuất hiện nhiều như bây giờ ấy, thì cùng lúc đó người ta hay đặt cái câu hỏi về thời hoàng kim của sân khấu yeah. tức là có rất nhiều nghệ sĩ bước ra khỏi các trường sân khấu điện ảnh hay là các cuộc thi thì đứng trước một cái sự lựa chọn một là gia nhập một cái sân khấu nào đấy mà yeah. giờ nó không còn sôi động như ngày xưa nữa yeah. đấy vấn đề là như thế thế hay là ngay cả phim ảnh cũng không phải là cái thời hoàng kim nhưng tầm cách đây hơn 10 năm và mọi người đang nhìn thấy một cái cơ hội chung yeah. như web drama chẳng hạn tức là khai thác cái môi trường internet để mà tìm cơ hội nổi tiếng và có thể thậm chí là kiếm tiền từ đấy nữa và bản thân tân phát cũng có những cái sản phẩm ở trên đó cũng yeah. rất là nhiều nữa <laughs> nó cạnh tranh là cạnh tranh ở cái chỗ đó, yeah. đấy thì sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn, có người thì sẽ bằng tiền lực cánh sinh hoặc là lập nhóm nào đó để gọi là có buôn các bạn bán có phường, yeah. thế hoặc là cũng có những người người ta cần những cái sự chống lưng của những nghệ sĩ lớp trước tên tuổi để có tạo dựng được vị trí của mình, thì trong cái cuộc cạnh tranh như thế để gọi là vừa tìm kiếm thị phần cho mình, vừa tạo dựng được chỗ đứng riêng cho mình, đó thì phát muốn tạo dựng một cái hình ảnh của tấn phát như thế nào trong yeah. mắt công chúng. Sau khi mà tốt nghiệp cũng như là có những cái thành công nhất định ở những cuộc chơi thì em đã vạch ra cho mình cái đường hướng đó là phát triển cái hình ảnh của mình ở một cái khía cạnh đó là một người nghệ sĩ đa năng. Cái gì mình có thể làm được hết, một cái dạng vai nào khi mà nhà sản xuất họ gửi gắm, họ muốn mình thì mình đều có thể đáp ứng được hết. Lúc ở trường em chưa bao giờ diễn hài, <laughs> lúc họ ở trường em chưa bao giờ em, em nghĩ thôi, chưa bao giờ nghĩ tới đừng nói có chuyện là làm em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể sẽ diễn hài được làm cho người ta cười được tại vì ở trường toàn là diễn những cái vai bi những cái vai ừ. chính kịch thì sau khi xác định học ở trường ra thì em sẽ về một cái sân khấu nào đó để mà mình có thể phát triển không được sự nghiệp thì cái ý định là như vậy nhưng mà sau khi tốt nghiệp ra là cái sản phẩm youtube những cái game show thì nó rất là phát triển thì mình kiểu như là dân gian rồi liệu cơm gấp mắm thôi nó ăn theo thỏa ở theo thời thì <laughs> cái nào nó phát triển thì Nói như một cái dòng chảy thì mình bắt buộc mình muốn à, gần hơn với khán giả muốn người ta biết tới thì mình phải hòa vào cái dòng chảy đó để mình cùng nhau phát triển thì em bắt đầu à, à, hợp tác với những người anh là những người bạn trong nghề để làm những cái sản phẩm web drama đó, thì em đa dạng cái hình ảnh của mình hơn song song đó thì em còn tham gia hoạt động ở những sân khấu kịch chuyên nghiệp ừ. như là sân khấu kịch hoàng Thái thanh thì mới đây nhất được một cái vai chính trong vở bông hồng cài áo à, của sân khấu quang anh thanh cũng được rất là nhiều anh chị em và khán giả yêu mến thì cảm thấy rất là vui thì sân khấu à, thế giới trẻ em cũng có tham gia những những cái vở bên đó mọi người hay ghẹo em đó là ông kép của những sân khấu <laughs> sân khấu nào cũng có ông vở ông chứ đó là người nhiều người thì diễn một cái sân khấu riêng uh, chuyên một cái sân khấu đó thôi em thì có may mắn đó là được quen biết uh, mấy anh chị ở nhiều sân khấu thì mấy anh chị cũng kêu gì diễn vỡ vỡ song song ở cái lĩnh vực sân khấu thì mình uh, vẫn tiếp tục hoạt động ở những game show uh, thị trường uh, youtube uh, mạng online này nọ thì hai cái cũng hoạt động song song để cho mình cái hình ảnh của mình nó gần gũi nhất với khán giả Phát có nhắc đến cái việc là hợp tác với những nghệ sĩ và cái sự quen biết đấy. đấy. Cho nên người ta mới thấy hẳn cái dấu ấn của những cái sự cộng tác đấy rất nhiều trên cái hành trình của Tấn Phát yeah. à, với một cái tên rất là quen thuộc với mọi người. Đến độ là khi mà Minh Đức thử lên mạng, Minh Đức thử search là xem ở thời điểm hiện tại thì nếu mà search thử gõ võ Tấn Phát ở à, trên Google thì nó sẽ hiện ra những cái thông tin gì nhiều nhất. Thì đương nhiên nó hiện rất nhiều thông tin những cái từ những cái vở, từ những cái video ở trên YouTube cho đến những cái câu chuyện à, về cái hành trình của Tấn Phát qua các cuộc thi và đây phải nó nổi lên một cái tin mọi người rất là thích đọc đó là cái tin về võ tấn phát và cái sự hợp tác với nghệ sĩ đại nghĩa thì trong rất nhiều những cái tít giật về hai người cái này mình cũng rất là thú vị tại vì mình theo dõi facebook mình cũng thấy là hai bạn hợp tác với nhau rất là nhiều dự án yeah. và thậm chí là từ những cái dự án về nghệ thuật cho đến cả những cái công việc ở ngoài đời như đi từ thiện chẳng hạn thì bao giờ cũng thấy ghi là tấn phát và đại nghĩa đại nghĩa và tấn phát À, giống như anh gần đây anh đại Nghĩa có cái gọi hỗ trợ một số cái diễn từ thiện anh cũng nghĩ là nghĩa và tấn phát sẽ cùng tham gia Giống như là hai yeah. người là một cặp bài trùng thì chuyện mọi người đồn thổi thì là chuyện bình thường dạ. trong showbiz ai cũng phải đối mặt với cái chuyện đấy yeah. đấy nhưng mà có thể là với trường hợp của đại nghĩa là thì đã quá quen mặt với tất cả mọi người có rất nhiều cái chương trình rồi còn tấn phát là một gương mặt mới và cũng là một mỹ nam nhiều người mê chẳng hạn <laughs> thì là nó sẽ thành những cái tin đồn như vậy thôi thì em với nghĩa là phải nói là hoàn hảo về những cái uh, sở thích và những cái hành động mà mình hướng thiện với cộng đồng À, thì ngoài cái công việc là nghệ thuật ra thì anh em cũng rất là hợp ý thì song song đó những cái công tác thiện nguyện như là làm từ thiện này nọ thì anh em phải nói là rất là ăn ý thì thường thì làm những cái công việc đó thì mình phải cần rất là nhiều bàn tay để mà mình cùng hợp sức mình làm chứ một mình thì không thể nào mà quán xiến được thì à, em với nghĩa là chơi thân với nhau cũng năm sáu năm rồi cho nên là rất là hiểu ý nhau rất là, là hợp ý phải nói là may mắn thì em biết được anh nghĩa tại vì em là một đàn em trong nghề vừa vào nghề thì à, có được cái những cái sự hỗ trợ từ à, những đàn anh đi trước à, về dặn kinh nghiệm thì đó là một cái bước đệm rất là lớn cho em à, ở trong nghề vẫn lẫn trong cuộc sống hai anh em hoạt động thì thường đi đi gắn bó với nhau nhiều cho nên là mọi người đồn thổi <laughs> rõ ràng là những cái tin đồn đấy do việc chỉ cần, mọi người chỉ cần làm việc chung với nhau thôi trong một dự án thì đã có thể thành tin đồn rồi thì đối với mặt với những cái tin đồn như thế thì một nghệ sĩ như phát nãy giờ cứ kể là mình đang lên tìm kiếm cái cơ hội cho mình thì mình sẽ đối với mặt với những tin đồn nó như thế nào à, thì em nghĩ là nghệ sĩ hoặc cũng như là bất kỳ một người nào đó ở một lĩnh vực nào đó thì chắc chắn cái thị phi nó sẽ không có tránh được ai hết thì quan trọng đó là mình ừ. mình đón nhận cái thông tin đó như thế nào mình xử lý nó như thế nào thì đối với em À, cái việc người ta nói mình như thế nào không quan trọng quan trọng là mình sống như thế nào mình sống mình làm việc như thế nào để không có mình cảm thấy mình phải ân uh, hận hay là mình phải cắn rứt lương tâm gì của mình hết những cái gì mình mình làm đúng mình cảm thấy đúng mình cảm thấy tốt đẹp thì mình cứ làm còn việc ai nói gì thì nói để có được một cái tình bạn uh, như anh nghĩa một người uh, rất là giỏi về nghề nghiệp một người sống rất là tốt uh, gọi là tốt đời đẹp đạo đó. <cười> <cười> Đấy, <cười> thì, thì đồn với một ai khác thì mình còn phải nghi ngờ ví dụ đồn với một người tốt đẹp vậy ủa kệ đi mình cũng không lấy vô cho nên là em không có khe mấy cái chuyện đó thì quan trọng là mình sống và làm việc như thế nào thôi còn những cái chuyện đó thì uh, khán giả họ yêu thương họ mới quan tâm họ mới uh, đặt cho mình những cái dòng du luận như vậy thì mình cảm thấy là ồ oh, ok cũng cảm ơn khán giả đã quan tâm tới mình <laughs> đấy mà người thấy là qua cái câu chuyện này và cái chuyện những cái tin đồn liên quan đến cái cuộc sống của người thì như thế nó cho thấy một cái sự thay đổi rất nhiều trong cách nhìn nhận của cả công chúng về những mối quan hệ trong giới nghệ thuật cũng như bản thân những nghệ sĩ à, về mối quan hệ của mình và cách mà đối diện với công chúng à, nếu mà thử hỏi mình nếu mà hỏi câu này tầm mười mấy năm trước chẳng hạn thì cái phản ứng của một người dị thường nó sẽ khác nó rất là <laughs> sẽ dễ nảy lên nó dễ đẩy lên và đẩy ở chỗ không có, hả? Ừ, tôi chỗ tôi có, tôi có không có không, 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 không. chuyện là không bao giờ có chuyện đó, never có chuyện đó không bao giờ có chuyện như thế còn công chúng thì sẽ có một cái sự quan tâm theo kiểu là gọi là gọi là sát sao tò mò giáo diết nhất là khi mà đã phát hiện ra những cái mầm mống những cái manh mối nào đấy cho phép họ kết luận là một cái chuyện mà theo ý họ thì nó sẽ là một cái cách nhìn khác nhưng bây giờ có thể mọi chuyện nó rất là thoải mái cho nên thôi thì sao cũng được kiểu sao cũng được phải không? không nói, <laughs> nói. nói gì nói gì nói. Gì nói được đấy thì uh, nếu mọi người để ý thì sẽ thấy là gần đây á uh, là Tấn Phát có tham gia một cái chuỗi chương trình cũng rất là thú vị nó cho người ta thêm nhiều những góc nhìn về cuộc sống uh, đó là chương trình bí kíp hạnh phúc yeah. thì có thể là cũng không biết là có phải là hơi sớm để để hỏi một người như Phát về cái chuyện là bí kíp để giữ cho mình một cuộc sống mà mình cảm thấy hạnh phúc hay không nhưng mà cứ thử hỏi một người trẻ như thế đi yeah. một người trẻ như 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 Phát thì sẽ có quan niệm như thế nào về cái về hạnh phúc của riêng mình cũng như là là trong cái sự nghiệp của mình. Ờ à, thì cái tuổi 25 của em thì nó ừ. quá nhỏ đi. Nó quá nhỏ. 25 thì... thì không nhỏ rồi, ngày xưa <laughs> là con lớn rồi. Bây giờ thì bắt đầu bố mẹ bắt đầu nhắc nhở khéo khéo rồi. Nhưng mà trong cái tuổi nghề, <laughs> cái tuổi nghề thì rất là còn nhỏ. Thì để có được những cái bí kíp riêng mà để giữ hạnh phúc cho mình thì em chắc hẳn là em cũng chưa có nhiều. Nhưng mà em có những cái cách riêng để cho mình cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cái cuộc sống hiện tại. Đó là được sống với đam mê đó hiện tại thì em là tuổi trẻ mà cho nên là khi mà được làm việc được cống hiến và được cháy hết mình với công việc của mình sáng đi quay đi tập kịch ừ. rồi tối đi diễn đó là những cái mà em cảm thấy rất là hạnh phúc và đặc biệt đó là gia đình tại vì à, em làm cái gì đi ca đi hát đi diễn ở đâu là gia đình hoàn toàn ủng hộ thậm chí là có những cái đêm diễn em công diễn những vợ mới đó là gia đình là từ dưới vĩnh long đó ba mẹ em út được rồi. đi xe lên đây coi em diễn tặng hoa rồi chụp hình để ăn uống vậy đó là cảm thấy là rất là vui rất là hạnh phúc và nhiều khi những cái mệt mỏi những cái khó khăn trong đối với một người trẻ thì những cái khó khăn nó không tránh khỏi những cái khó khăn đó sau khi nghĩ về cái nền tảng gia đình lúc nào cũng là hậu phương vững chắc thì mình cảm thấy đó là cái động lực và mình coi như mệt mỏi tan biến hết đó, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn cho em để là em có thể phát triển hơn trong tương lai ừ, đấy mọi người thưa quý vị em đấy là cách nhìn của một người trẻ ngày hôm nay đấy bạn ấy ngồi đây và rất là thoải mái rất là vui vẻ à, kể <laughs> câu chuyện về những nỗ lực của bản thân mình cái cách nhìn nhận nó đã rất khác với những gì mà chúng ta thấy ngày xưa thì hy vọng sẽ có dịp tấn phát quay trở lại đây à, để chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện về những nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay họ đã làm như thế nào để định vị bản thân mình trên thị trường giải trí đấy là một cái đề tài mà có rất nhiều khán giả cũng đang tò mò và sẽ có thêm nhiều vai diễn hay nữa để kể những chuyện gọi là behind the scenes hôm nay chúng ta chưa có nhiều thời gian để kể những câu chuyện gọi là behind the scenes sau vai sau những vai diễn của tấn phát thì sẽ có dịp tấn phát quay trở lại để kể với quý vị câu chuyện đó à, xin cảm ơn tấn phát rất là nhiều cảm ơn đến em. với chuyện của sao và chia sẻ câu chuyện của mình xin chúc phát lúc nào cũng vui như thế đó à, cũng vui như <laughs> dạ. thế vẫn là một anh chàng hài hước nhưng vẫn có thể có những vai diễn lấy được nước mắt của người xem à, xin cảm ơn một lần nữa và chúc bà uh, tấn phát thành nhiều thành công dạ, cảm ơn anh cảm ơn quý khán giả đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại minh đức và võ tấn phát xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại